Vâng, em tin hiền, chào bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video, nên mang một số sản phẩm bên em đang phân phối quay trực tiếp báo giá cho quý anh chị nhà mình. Đó thì hôm nay bên em về rất nhiều sản phẩm mới ho gửi đến quý anh chị nhà mình. Đấy, bác nào có nhu cầu về những dòng sản phẩm bên em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp em nhé. Đấy, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em chín nút like cũng như nút đăng ký kênh để nó xem sản phẩm rồi video mới nhất không nhá. Anh em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay. Đây thì bác nào có nhu cầu hàng hóa nhá, cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Số thì em để ở phần mô tả tiêu đề video. Đó thì các cứ vui lòng gọi điện trực tiếp số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng luôn nhá. Đó thì hôm nay bên em tiếp tục về cái dòng sản phẩm máy cạo râu Zandu của Nhật các bác nhá. Đấy, về cái lô này số lượng cực kỳ nhiều luôn, thoải mái để phục vụ nhu cầu bác nhá. Đấy, đợt này thì máy về rất đẹp nhá. Hàng của nó còn mới nguyên hộp 100% luôn nhá. Đây, hàng còn mới nguyên hộp. Hàng đựng trong hộp nhựa rất là chắc chắn như này. Đấy, đi kèm thêm sẽ có hộp nhựa các thứ đi kèm đầy đủ rồi các bác nhé. Đấy, dòng máy cạo râu Zandu em bán từ xưa ra, dòng này thì bán quá chạy rồi. Đó đây, Made in Japan này. Đấy, con này thì nó dùng điện 220 dùng bình thường thôi nhá. Đấy, dạng của nó là dạng hàng xuất Nhật. Đấy, điện 220 các bác dùng thoải mái cho em luôn. Đó, con này thì các bác cứ đẩy cái phần chân này ra, hết pin thì các bác cắm sạc vào. Con này các bác sạc dùng một lần, sạc một lần các bác dùng khoảng tầm một tháng luôn nhá. Pin cực kỳ trâu. Logo Zandu này, một trong những thương hiệu về dòng máy cạo râu rất là nổi tiếng luôn. Nó nút on off và tắt này. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, ngoài ra thì ở đây, con này thì ở đây nó sẽ có một cái phần là cái tong đơ nhá. Đấy, cái tong đơ. Đấy, tong đơ này. Đấy, để các bác có thể là tỉa râu những cái dạng râu dài các bác tỉa đi trước này. Còn ở đây là cái phần cạo râu này. Đấy, các bác cứ bật máy lên và các bác di đều cho em. Đấy, di đều cho em này. Di đều lên cho em. Đấy là máy nó sẽ cuốn vào. Đấy, máy nó sẽ cuốn vào rất là ok luôn. Máy thì cạo rất là sắc và nó không bị ăn da nhá. Cạo các bác cạo nó không bị rát. Đấy, cạo nó bị rát rất là ngon, xịn sò chắc chắn. Máy cạo rất êm nhá, máy chạy cực kỳ êm. Đó, rất ok. Con này các bác có thể rút ra như này vệ sinh. Rút ra vệ sinh nha. Đấy, các bác rút ra các bác vệ sinh bên trong này. Đó, rất là tiện nhá. Vệ sinh xong các bác đậy vào. Đấy, đậy vào. Pin thì dùng rất là trâu bò nhá, pin rất là trâu bò. Đó, rất xịn sò nhá. Thân của nó là dạng thân nhôm. Đấy, thân là dạng thân nhôm nhá, nên là các bác cứ yên tâm sử dụng, rất là chắc chắn. Đó, cực kỳ chắc chắn và xịn sò. Nói chung các con này các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, nó đẹp từ cái vỏ hộp đẹp đi luôn nhá. Đấy, đẹp từ cái vỏ hộp đẹp đi luôn này. Cái vỏ hộp của nó nhựa nó ngon luôn nhá. Đây, chắc chắn ngon lành luôn. Đấy, về cái dòng máy cạo râu, con này thì cạo thì nói chung là rất là êm. Đấy, và máy chạy rất khỏe, pin trâu. Đây, các bác có thể nghe tiếng em cạo này, nó cuốn lên râu rồi này. Đấy, nói chung là cạo rất là ngon các nhá, cạo cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đấy, rất ngon các nhá. Đây, đấy, đấy là về cái dòng máy cạo râu này nhá. Đây này các bác ơi, đây này, đó em sẽ lấy cái sợi tóc này em tiết bác xem nhá. Anh em ơi, đây em sẽ dùng cái một cái tóc này em tiết bác xem này. Đấy. Đây này. Đấy, máy chạy rất ngon luôn nhá. Đây em đang vẫn giữ nguyên tay này. Đấy. Ngắn đi luôn nhá. Các bác nhìn này. Đấy, ngắn đi luôn này. Đây. Đấy, ngắn đi luôn nhá, bằng chặn đi luôn nhá các bác nhá. Đấy, bằng chặn đi luôn này. Đây này. Đấy, bằng khít đi luôn này. Đấy, đây này. Đây là những cái vẩn mà khi các bác cắt nó sẽ ra này. Đấy, rất là hay nhá. Rất là xịn luôn này. Đó, em đây em sẽ test lại bác xem nhá. Đây này. Có một tí đầu tóc à. Đấy, đây. Chỉ có mấy phát thôi nhá mà nó bằng chặn luôn nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, bằng luôn này. Đấy, rất sắc nhá. Nói chung con này rất sắc mà cắt rất tiện luôn. Đó, dùng xong thì khi mà bác cắt xong các lôi này cho em. Đấy, các vệ sinh đi. Đó, những cái phần bụi tóc, bụi râu các thứ là nó xuống này. Đấy, các vệ sinh trải qua cho em. Lấy cái bàn chải răng các bác chải đi. Nó rất là xịn sò. Ngoài ra đây con này nó có cái phần tăng đơ này. Đấy, các bác đẩy cái này lên, nó sẽ ra tăng đơ, các bác bật máy đi. Các bác tỉa những cái dạng râu dài thì các bác dùng cái tăng đơ này, các bác tỉa trước đi. Xong là các bác tỉa chuyển sang cái phần cạo bên này. Đấy, thì cạo thì các bác cứ di sát vào thôi. Di sát các bác di đều tay. Đấy, di bên nọ, di bên kia này, di bên nọ, di bên kia. Là cạo thì rất ok luôn, cạo cực kỳ sắc và ngon. Đấy, máy chạy rất êm nhá và không bị khô rát, rất là ngon này kênh chào. Đấy, thân nhôm. Đó, pin cực kỳ trâu luôn nhá. Đó thì đợt này bên em về số lượng nhiều. Nên là giá cực tốt nhá. Đấy, giá cực tốt luôn. Đấy thì các bác lên mã cho em là cái dòng máy cạo râu Zandu. Đấy, con máy cạo râu Zandu của Nhật này. Đó, con máy cạo râu Zandu của Nhật. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá là 180k một sản phẩm này. Đấy, như trong video này thì bên em về số lượng nhiều nên là giá tốt hơn.
160k một sản phẩm này, là bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy. Các bác lên mã cho là máy cạo râu Zandu hoặc là máy cạo râu JD. Đấy, JD. Đó, 180 giảm còn có 160k một sản phẩm này. Và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà. Cái dòng máy cạo râu Zandu Nhật này, cực kỳ xịn sò ngon này. Đó. Đây, hình thức máy bên ngoài thì rất là đẹp, ngon này con. Đấy, ngon này kinh đào luôn. Đấy, made in Japan này. Kỳ xịn sò, chất lượng luôn nhá. Sạc điện 220 bình thường. Đó, nhắc lại các bác lần nữa, các bác đẩy cái phần này cho em. Đẩy ra. Đó là các bác cắm vào điện vào. Các bác sạc khoảng tầm 1 tiếng rưỡi thì pin nó sẽ đầy. Sạc một lần thì các bác dùng khoảng tầm cả tháng luôn, pin cực kỳ trâu bò nhá. Đấy, máy thì cầm rất nặng và chắc tay, thân thân nhôm. Đó, đây. Máy rất là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể là mang đi du lịch, rồi là mang đi chơi, con này rất là tiện lợi luôn. Đó. Đấy, 160k nhá, 180k giảm còn có 160k một sản phẩm này, và bên em sẽ bao ship tận nhà các nhá. Đấy, đấy là về cái dòng máy cạo râu bên em. Để bác xem video thì đừng quên ủng hộ xin một like cũng như đăng ký kênh ở trong cái sản phẩm dưới video mới các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại bác trong những video sau. Cảm ơn rất nhiều.